À, hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý Là chuyện vị gì được về món cá lóc đồng nướng. ai đâu xin được Mình nướng bằng tự biết biết này nè quý vị, củi. còn cái Bây ba giờ thì ông giá anh không ông hết đang rồi kìa, còn mấy lon nhúng nữa. lửa, Cô đã còn ai ăn cưỡng nó nghỉ luôn nghỉ luôn gồm có rồi. củi, mận dùa. Tại ở đây mình nướng ở tại quê luôn nha quý vị, ở Hậu Giang. Trước khi mình nướng cá thì mình phải đốt những cái mận dùa cho nó thành than, cho nó có lửa nhiều rồi mình mới nướng nha. Làm vậy nó sẽ cá nó sẽ ngon hơn. Ở dưới quê thì các miếng dùa và các cây củi rất là nhiều. Nhưng khi nhúng thì mình phải đốt từ từ cho lửa nó cháy đều lên nhiều cái gì. Nó gọi chừng 2 kg cá đen à. Lúc đầu tao vừa ít quá cho nên không đủ để cháy rồi quý vị. Bây giờ mồi thêm. Nãy còn thấy con còn cá lóc nó lũ lên bờ. Nãy ăn gạo ấy. Thấy cũng nhỏ rồi. Đâu còn vô chuồng heo gì nữa đâu. Bán hết rồi. Đó, bắt đầu lửa cháy bừng bừng rồi nghe quý vị. Dùa không được rồi. Mà nó quê rất khéo. Sao nãy không lấy gom? Đâu còn cơm hả? Đốt lửa củi thì các anh rất là khéo luôn. Ở quê bây giờ vẫn xài biết củi rất là nhiều nha quý vị. Nó bắt đầu cháy bừng bừng rồi đó quý vị ơi. Ngọc nó về kìa. Ai đó nó không về. Ngọc kìa. Nướng cá. Khi mà đã có than rồi thì mình để nhiều mảnh dùa vô cho nó cháy nhanh hơn, mau hơn. Thì mình nướng có lửa than nhiều mình nướng nướng cá. Vì vậy hay không chắc lên rất là cao nhưng mà lửa vẫn cháy bừng bừng. Lấy cái mâm sắt á, bỏ cá lên. Hả? Sợ vô chín cây rồi sao?
khi mà lửa lớn quá thì mình không có nướng cá được nha quý vị. Tại vì nướng cá mà lửa lớn quá nó là sẽ làm cho cá nó bị được đó, bỏ cá vô được đó hoặc là hồi khói, cho nên ăn không có ngon. Cho nên phải đốt nhiều lửa than, cũng có than rồi khi mà lửa nó bớt bớt cháy thì mình mới vừa cháy quá trời cháy. Chị ra đâu ạ? Xong vô không gì học thêm hả? Hả? Nghèo đâu quay, nó hỏi quay heo hả? Trời ơi, đứa cá chứ heo đâu quay con. Trời ơi, làm gì giàu lắm vậy, nướng quay heo. Được rồi đó, lửa than này nướng được rồi đó. Ủa, lúc này cao quá vậy? Cái bàn út rồi nè. Tiếng tới lỗ tai nè. Hơn lỗ tai luôn rồi. Mét mấy rồi? 5 hả? Ủa, 5 cao dữ vậy? Quá trời. Và bây giờ mình bỏ cá vô mình nướng nha quý vị. Cá thì cũng không to lắm, tại vì cá lồng nha quý vị. Nướng hai con trước nè. Mình nướng từ từ nghe quý vị. Cũng có rất là nhiều cá, nhưng còn lửa nhiều quá cho nên mình nướng trước hai con, rồi sau đó mình nướng thêm vài con nữa. Có con cá chê nào bự không? Bắt cá chê đi. Cá chê á, chê ngon hơn. Bắt cá chê đi. 4 cá lóc rồi, bắt cá chê đi. Ở quê mới có cảnh nướng cá gì nha, chê đi. Chứ ở thành phố mình không có điều kiện, nhất là ba cái than miếng dừa hay là củi này bây giờ thành phố không có luôn gì. Rồi bây giờ mình bắt cá thêm ra mình nướng nữa. Đây là cái hồ, cái lu mình gồng cá. Lù này mình mới dọn xa rồi mình bắt có cái rất là nhiều cá, mình bỏ ra vô lù gọng để dành ăn được thôi. Lù rồi gọng cả chục ký cá luôn đó quý vị. Trời nước ngon. Quý vị thấy cá nó nhảy không? Nó nhảy quá trời luôn. Cái chục ký thì nghĩ quý vị. Cá lóc thì rất là nhiều. Nhưng mà mình kiếm con cá chê nướng thì nó cũng ngon lắm nha quý vị. Không hồi vậy cá lóc. Toàn là cá đồng không luôn nha quý vị. Con cá bông. Trời nó khôn dữ. Tại vì cá chê rất là khó bắt, nó nằm sát dưới lường dưới cái gì. Thấy cá lóc còn gì cá lóc gì nhỏ. Ôi nó nhảy như cá lóc nhảy quá.
lớp nhỏ nè. À. Con này. Năm nào cũng vậy, mỗi lần dọn xạ là bắt mương bắt cá ít nhất cũng 20-30 kg rồi quý vị. Thường cá đen lồng lại ăn được thôi. Họ là vô cá lóc không à? Trắng thì mình có khi làm khô, có khi làm mắm á quý vị. Nhảy cái gớp mua gớp thì hậu luôn trời. Không vô nổi, cá lóc không. Con con nó gớt ngoài. Em lấy gô bự luôn bây giờ. Gô nhỏ cá nó phóng ra hoài, không dính được cá chê. Giờ mình lấy gô bự luôn. Cá chê có 2-3 con rồi bây giờ. Nhưng mà tại vì nó có ngạnh, nằm lại mất lắm. Cho nên mình phải lấy gỗ mình vớt. Cá chê khô quá. Ồ, nãy nó mới nổi lên á. Nằm dưới luồng gạch lưu không. Nãy mới có một con nhà nó cũng nhẹ nổi lên á. Ủa bắt đại con đó đi. Rồi và cuối cùng cũng vớt được rồi nghe quý vị. Không bự lắm kệ bà đi. Còn cá chê trắng nè quý vị. Cầm lại hai con luôn nghe quý vị. Con hay con cá rất là mạnh tại vì mới tác ở dưới mương dọn xạ xong cái gì nên cá rất là mạnh luôn hả. Cái lóc rất nhiều là lắm, cá chục ký mà. À, bây giờ mình nướng thêm về còn nữa nghe quý vị. Cửa hàng thì cháy liên tục nãy giờ cũng cũng gần hết rồi. Nhưng mà nó sẽ tàn từ từ nghe quý vị. Cho nên vẫn nướng được 5-6 con cá nữa. Gà chê đó bây giờ không? Cá chê nướng ăn rất là béo, rất là ngon nha quý vị. Sao vậy con luôn nha quý vị. Nướng lửa hàng như vậy là vừa quá ăn nha quý vị. Ôi, nhiêu được rồi. Thì nướng nó chín từ từ ăn rất là ngon. Nhưng mà đâu có thấy lửa hang nhiều đâu. Mà cái chè chắc lâu chín rồi. Cái này chín.
im. Quá. Quá nóng rồi. Trở về đây. Khét. Cá ra chắc khét. Và hai con kia cũng chuẩn bị chín rồi đó nghe quý vị. Các bạn cá chê lại. Ôi trời, còn dãy nữa. Cá chê. Chờ không đủ lô hàng. Chủ yếu là nướng cái đầu chín chín. Chưa để bụng xúc gần chín hết nghe quý vị, cái này phải nướng ăn liền em. Cái chè cái đầu của tôi xuống không cà chè đâu quý vị, cũng sắp chín luôn rồi quý vị, nhưng còn cái lóc này đã chín rồi. Cả ra chắc chín này. Chết hả? Cái này
khi mà nấn chín rồi đó quý vị, cái giai đoạn mà mình cạo là nó quan trọng nha quý vị. Mình phải cạo ra cho hết cái lớp nướng mà khét, hoặc là mà những cái cái giấy màu đen như vậy, để là cái cạo sạch cho cái làm gì ăn nó không bị đắng và nó rất là ngon. Và đặc biệt cái lóc nướng này mình phải chấm với mắm mè nghe quý vị. Nó dễ thấy hồi cạo nè, rất kỹ luôn, cạo gà nhìn quá hay, cá rất ngon nghe quý vị. Nó mình đi cài sát vô nghe quý vị, nó không có chốc lớp da, cho nên mình cứ cạo mạnh mạnh tay vô không sao hết. Và còn thứ hai nè quý vị, nó cạo thì mình cũng lấy lá chuối mình cạo luôn, tại vì nó còn nóng lắm quý vị, nhưng mà mới nướng xong là phải cạo liền nó mới chốc ra được nè quý vị, để ngồi là nó bám vô con cá dữ lắm hả. Tại nãy nướng lửa cao quá. Thì cá đồng nhưng mà nó cũng rất là ú nè quý vị. Có nhiều còn có trứng nhiều lắm luôn nè quý vị. Cái chè ngon quá trời ha. Không có chè vàng, không có chè vàng, tán thần luôn đây, chè vàng. Chè nướng hay ngon, thử gan liền quá cắt. Làm mắm mè Khương, mắm mè ăn cá nướng mày ngực tuyệt phải không quý vị. Khương về quê thì thường mình làm những món nhân giá gì quý vị, ăn cũng rất là ngon. Thử quạt lên để khói nè. Đâu vậy? Dư rồi, dư lửa rồi. Con cái kẹt của mình. Được rồi, kẹt đi. Chín quá nè. Cái chè nướng ngon hơn cá lóc. Và mình tiếp tục cạo những con khác nha quý vị. Hấp dẫn quá vào cái gì, rất ngon, rất ngon vào cái gì đấy. Tại vì sao mẹ Khương? Hay quá ha. Vừa nướng xong. Rồi là xong với cá đó quý vị. Rồi quá rồi, dư nó hang rồi. Và mình nướng thêm một con khô nữa nha quý vị. Khô này là khô cá rô phi. Đã muối phơi khô rồi, nhưng mà phơi mới có một nắng rồi nghe quý vị, cá làm khô rồi cắt đầu luôn. Thương nó cam nó chụp hình tôi hoài kìa, rất là nhiều cho nên những cái đen thì mình gọng, những cái trắng thì mình phơi làm khô hoặc làm mắm, giống như cá rô rô phi này thì đây là mình làm suy nghĩ quá khô
cũng đã mặn sẵn lúc xương, cắt đầu, lớp muối ớt, rồi sau đó đem đi phơi. Thường phơi 2-3 ngày như vậy, nhưng mà khô này mới phải có 1 ngày thôi, cho nên kêu bằng khô cá rô phi một ăn. Cá rô phi này ăn cũng ngon lắm nha. Ủa, cô Phi mình nhóc hả? Dạ. Khô á. Ủa sao má đây nướng nhóc? Cô Phi á, khô á. Rồi, con cá cô Phi cũng đã chín hay đã vậy? Đâu có. Con này xin về con. Đem chở nhậu. Rồi. Ôi. Tại vì nóng quá cho nên mình tay gầy mình. Cương. Mất giờ mình nhìn giờ luôn. Chính nào? Chính rồi. Qua giờ là vô bàn. Chuẩn bị dùng tiệc nghe quý vị. Chú Mười đúng không vậy à? Chú Mười có. Đó. Trời ơi, chú Mười gặp tôi. Thấy nguyện cái công phiên bạn luôn. Vô, vô, vô. Mừng quá trời luôn. Bữa tiệc ở quê chỉ có đơn giản hơn nghe quý vị. À, để chỉ có mấy cá nướng. Khô. Và có thịt heo quay nữa nghe quý vị. Để dùng bữa tiệc nhỏ ở gia đình. Rất nhân giá. Chỉ những món ăn đơn giản vậy thôi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.